Năm 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tập trung bám sát và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trên các lĩnh vực công tác, trong đó đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 10 nội dung hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2023. Năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận Hội Tụ Xanh được mở đầu bằng lễ khai mạc ấn tượng, hoành tráng, đầy ý nghĩa và tiếp nối với hơn 200 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi động, hấp dẫn, đặc sắc diễn ra xuyên suốt trong năm 2023 tại Bình Thuận và 41 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khép lại là lễ tổng kết và bế mạc chu đáo, sắc màu, góp phần làm nên một năm du lịch quốc gia 2023 thành công rực rỡ. Năm du lịch quốc gia 2023 thực sự là cơ hội lớn để du lịch Bình Thuận lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước, thông điệp của một vùng đất giàu bản sắc lịch sử, văn hóa với các lễ hội truyền thống đặc sắc, nổi bật với những bãi biển yên bình, trong xanh thuần khiết, hòa quyện cùng các danh lam thắng cảnh và thiên nhiên xinh đẹp, quyến rũ, đậm nét đặc trưng, độc đáo của một tiểu sa mạc, cùng những người dân thân thiện, hiền hòa và mến khách. Cơ hội đó đã tạo điều kiện cho du lịch Bình Thuận có bước chuyển mình mạnh mẽ. Kế thừa và phát huy thành công của năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận sẽ kiên trì với mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên, tiếp tục gìn giữ, tôn tạo, quảng bá các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa đặc sắc, đồng thời đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, tạo tiền đề đưa du lịch Bình Thuận cất cánh, luôn là điểm đến xinh đẹp, an toàn, hấp dẫn đối với bạn bè và du khách, góp phần xây dựng quê hương, đất nước mãi mãi xanh tươi, phồn vinh và hạnh phúc. Tiếp quản khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, đây là nơi bảo tồn, giữ gìn truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng, oanh liệt của cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ nói riêng, của lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà nói chung trong giai đoạn năm 1954-1975. Biến các giá trị lịch sử, tinh thần đó thành nơi bồi đắp ý thức, tình yêu quê hương đất nước và lòng tự tôn, tự hào dân tộc cho các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, là nơi về nguồn cho mọi người, nhất là các thế hệ hôm nay và mai sau. Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, được tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Đây là công trình di tích lịch sử truyền thống cách mạng có ý nghĩa rất quan trọng để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cách mạng đi trước đã có những đóng góp, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Qua một năm đi vào hoạt động, khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận đã được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, tổ chức, chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh quan tâm, tổ chức các hoạt động phong phú, sinh động, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đến tham quan, tìm hiểu tại khu di tích. Qua đó đã cảm nhận sâu sắc quá trình đấu tranh gian lao mà anh dũng của các thế hệ đi trước, thấy được giá trị và ý nghĩa của hòa bình, độc lập, thống nhất và cuộc sống bình yên hôm nay, xây dựng ý chí quyết tâm kế thừa và tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và xây dựng phát triển quê hương trong giai đoạn mới. Năm 2023, khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận đã đón và phục vụ gần 30.000 lượt khách. Lần đầu tiên tổ chức tuần lễ văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023 với nhiều nội dung và hoạt động đặc sắc, tổ chức lễ hội nghệ thuật biểu diễn quốc tế lần thứ nhất năm 2023 Bình Thuận Việt Nam với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, đại biểu trong nước và quốc tế đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự, thưởng thức nghệ thuật. Tuần lễ văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023 diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 năm 2023 đã giới thiệu những đặc trưng về vùng đất, văn hóa, con người Bình Thuận, những tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh nhà và các loại hình văn hóa dân gian như lễ hội, nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, các sản phẩm ô cốp, các món ăn ngon của các địa phương trong tỉnh được trình diễn, giới thiệu trực tiếp đến với nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Lễ hội nghệ thuật biểu diễn quốc tế lần thứ nhất năm 2023 Bình Thuận Việt Nam diễn ra từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023 đã giới thiệu tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế bản sắc văn hóa và tinh hoa nghệ thuật biểu diễn độc đáo của tỉnh Bình Thuận nói riêng, của Việt Nam nói chung,
tiếp thu văn hóa nghệ thuật quốc tế, nhất là nghệ thuật biểu diễn, qua đó tạo điều kiện hội nhập quốc tế cho đông đảo người dân, giới văn nghệ sĩ và trí thức, học giả, tạo nguồn năng lượng tích cực, khích lệ cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn tỉnh nhà. Lễ hội được tổ chức với quy mô mang tầm quốc tế, có sự phối hợp, hỗ trợ của Hiệp hội Sân khấu Thế giới AGI UNESCO, qua đó đặt nền móng cho việc xây dựng thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng cho tỉnh Bình Thuận, tạo sức hút đầu tư lâu dài, bền vững vào Bình Thuận. Qua việc tổ chức lễ hội nghệ thuật biểu diễn quốc tế sẽ khởi tạo thêm sản phẩm mới, kích thích đầu tư và phát triển Phan Thiết Bình Thuận dần trở thành một trung tâm văn hóa, nghệ thuật và các sự kiện quốc tế lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 09 ngày 29 tháng 12 năm 2023, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện, khai thác và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nội dung chỉ thị đã nhấn mạnh, thiết chế văn hóa thể thao là chỉnh thể hội tụ đầy đủ các yếu tố, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động, nguồn kinh phí. Việc xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phải được chỉ đạo thực hiện đồng bộ cùng với việc đẩy mạnh huy động xã hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần có sự phối hợp, tập trung, khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa thể thao, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với thực tiễn đời sống xã hội và nhu cầu hưởng thụ của người dân theo hướng xây dựng, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể thao tiêu biểu phù hợp với điều kiện sinh hoạt, phong tục tập quán, các nhóm đối tượng, lứa tuổi. Do đó, phải tiếp tục quán triệt và nhận thức đúng về vị trí, vai trò của văn hóa thể thao cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tại cơ sở, gắn với triển khai hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích nổi bật tại các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế. Đặc biệt là vận động viên Hoàng Thị Ánh Thục đạt huy chương vàng tại giải điền kinh trẻ châu Á và được chọn là gương điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trên lĩnh vực thể dục thể thao. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, các đội thể thao Bình Thuận đã tham gia 85 trên 85 giải thể thao khu vực, quốc gia, quốc tế theo kế hoạch năm 2023. Tổng số huy chương đạt được là 292 trên 110 huy chương, đạt 265%, trong đó có 82 trên 34 huy chương vàng, 87 trên 45 huy chương bạc, 123 trên 31 huy chương đồng. Vận động viên được phong kiện tướng là 65 trên 20, vận động viên cấp 1, 104 trên 30. Ngoài ra, đã có 18 vận động viên tập trung các đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia, 6 judo, 1 jiu-jitsu, 6 canoeing, 2 taekwondo, 1 điền kinh, 1 karate, 1 bóng đá. Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu để mang về những thành tích ấn tượng. Giải vô địch trẻ bơi lặn châu Á đạt một huy chương vàng nội dung lặn tiếp sức 4x100m. Giải vô địch châu Á môn taekwondo đạt 2 huy chương đồng, môn judo đạt 2 huy chương đồng. SEA Games 2023, 1 huy chương vàng môn judo, 1 huy chương bạc môn canoeing, 1 huy chương đồng môn taekwondo. Giải vô địch Đông Nam Á, môn judo đạt 1 huy chương vàng, môn taekwondo đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Giải quốc tế môn taekwondo đạt 4 huy chương vàng. Giải Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới, môn taekwondo đạt 1 huy chương đồng. Giải vô địch Thế giới môn taekwondo đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Lần đầu tiên tổ chức lễ hội mô tô Việt Nam Bình Thuận 2023 và thiết lập kỷ lục Guinness Việt Nam về đoàn diễu hành mô tô thể thao đông nhất, dài nhất. Tổ chức lễ hội diều 2023 xác lập kỷ lục Guinness diều lớn nhất Việt Nam và kết hợp diễu hành siêu xe diễn ra tại thắng cảnh quốc gia Bầu Trắng và cung đường ven biển Hòa Thắng, Hòa Phú. Lễ hội mô tô Việt Nam Bình Thuận 2023 và thiết lập kỷ lục Guinness Việt Nam được tổ chức ngày 25 tháng 2 năm 2023 với sự tham gia đông đảo của hơn 2.500 biker đến từ 260 câu lạc bộ mô tô thể thao trên cả nước. Đây là dịp để những người yêu thích và đam mê mô tô thể thao có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau đẩy mạnh phát triển phong trào mô tô thể thao trên toàn quốc.
Sau lễ khai mạc, đoàn mô tô đã biểu diễn địa hình, diễu hành trên cung đường ven biển tuyệt đẹp Hòa Thắng - Hòa Phú để xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Lễ hội diều 2023 và xác lập kỷ lục Guinness diều lớn nhất Việt Nam và kết hợp diễu hành siêu xe diễn ra từ ngày 22 đến 29 tháng 10 năm 2023. Đây là sự kiện thể thao có tính chất và quy mô toàn quốc được phối hợp tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới lạ và thiết lập kỷ lục Guinness diều lớn nhất Việt Nam. Thông qua lễ hội nhằm tạo sức lan tỏa để du khách, bạn bè trong nước và quốc tế biết đến vùng đất, văn hóa, các danh lam thắng cảnh của Bình Thuận nhiều hơn nữa. Đồng thời, qua đó sẽ hướng đến thành lập Liên đoàn diều tỉnh Bình Thuận để tạo động lực phát triển cộng đồng diều ngày càng lớn mạnh nhằm tạo nên sản phẩm du lịch phong phú và đa dạng, phục vụ cho sự phát triển của du lịch tỉnh nhà. Ngay sau lễ khai mạc là buổi trình diễn của 10 đội diều chuyên nghiệp thả 1.000 con diều lớn nhỏ khác nhau, khoảng 300 diều có kích thước lớn hơn 5m. Đặc biệt là sự góp mặt của con diều có kích thước 23m x 38m, tính luân đuôi thì có diện tích hơn 800m2 để xác lập kỷ lục Guinness diều lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, lễ hội còn tổ chức trưng bày, diễu hành siêu xe ô tô và biểu diễn drift trên các tuyến đường thuộc khu du lịch quốc gia Mũi Né. Đăng cai tổ chức thành công hàng loạt các giải thể thao khu vực quốc gia, quy tụ số lượng lớn vận động viên tham gia, thu hút du khách trong và ngoài nước đến xem và cổ vũ như giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia với 2.000 vận động viên tham gia, giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2023 với 320 vận động viên đến từ 8 tỉnh, thành phố tham gia, giải vô địch yoga trẻ quốc gia lần thứ 2 và yoga thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 5 với hơn 100 vận động viên từ 13 đơn vị tham gia, giải vô địch các câu lạc bộ lân sư rồng quốc gia với 300 vận động viên của 17 câu lạc bộ lân sư rồng trên toàn quốc về tham gia. Giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ, hiệp hội, liên đoàn, trung tâm là thành viên trực thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam với 150 vận động viên tham gia. Giải đua mô tô, ô tô địa hình trên cát Bình Thuận, Ninh Thuận mở rộng, bầu trắng HTV Challenge Cup 2023 với 100 vận động viên tham gia. Giải góp du lịch Bình Thuận, chuyển động xanh Hoan Oan có hơn 150 golfer tham gia. Giải góp Bình Thuận hội tụ xanh có gần 200 golfer tham gia. Du lịch Bình Thuận có bước phát triển mạnh mẽ. Lần đầu tiên, tỉnh đón trên 8,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu du lịch đạt trên 23.000 tỷ đồng, là một trong 9 tỉnh, thành phố có doanh thu du lịch cao nhất cả nước. Bình Thuận nổi tiếng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, mà điểm sáng là thương hiệu Mũi Né đã khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Cùng với việc tổ chức thành công các hoạt động của năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận hội tụ xanh, điểm nghẽn về hạ tầng giao thông đã được khơi thông, tạo thêm bệ phóng cho ngành du lịch Bình Thuận cất cánh bay cao. Bình Thuận hiền hòa, mến khách, luôn mời gọi, chào đón du khách trong nước và quốc tế với trái tim nồng ấm. Ngành du lịch Bình Thuận quyết tâm vươn cao, vươn xa hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, cùng khát vọng tỏa sáng, mang đến những giá trị mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khẳng định vị thế là trụ cột, là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà. Các sản phẩm, tuyến du lịch mới được đầu tư phát triển, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm như du lịch sinh thái, du lịch canh nông, tuyến tà năng Phan Dũng, tuyến khu di tích căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, hồ Hàm Thuận và hồ Đa My, góp phần hình thành các tour lên rừng, xuống biển, đất liền, biển đảo. Trước đây khi nói đến du lịch Bình Thuận, thường chỉ đề cập đến du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao biển. Còn bây giờ, có thêm các trang trại nông nghiệp kết hợp làm du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, nên sản phẩm du lịch của Bình Thuận phong phú và đa dạng so với trước. Trong đó phải kể đến mô hình du lịch canh nông, nho, táo ở huyện Tuy Phong, ngắm thác nước, núi rừng và thưởng thức trái cây Đa My ở huyện Hàm Thuận Bắc, du lịch sinh thái vườn bưởi ở Đông Hà hay du lịch sinh thái vườn sầu riêng ở Ca Cai, huyện Đức Linh, thanh long, dưa lưới và nho ngoại ở huyện Hàm Thuận Nam, du lịch sinh thái vườn dừa kết hợp câu cá dã ngoại ở thị xã La Gi. Nối liền ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, cung đường trekking tà năng Phan Dũng có tổng chiều dài gần 60 km. Từ lâu, cung đường này đã được nhiều phở thủ truyền tay nhau là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam, với độ khó của địa hình nơi đây đã thu hút nhiều du khách mê mạo hiểm tìm đến chinh phục. Tour tà năng Phan Dũng là điểm nhấn nằm trong chương trình du lịch chủ đề Hành trình biển và hoa nhằm quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch kết nối hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Công viên Wonderland Waterpark tại Nova World Phan Thiết được chính thức đưa vào hoạt động. Đây là một sản phẩm du lịch mới tại Bình Thuận với công suất đón hơn 6.000 lượt khách mỗi ngày.
trong năm đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm. Công viên Wonderland Waterpark được thiết kế phát triển như một thế giới phiêu lưu có chủ đề đại dương đa dạng, loài sinh vật biển kỳ thú với các trò chơi hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi theo cấp độ thử thách tăng dần, mang đến cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc từ thư giãn đến bùng nổ. Tại đây, du khách tham gia vào nhiều trò chơi thú vị, hấp dẫn và sẽ là những chiến binh đại dương tham gia đại chiến bong bóng, vượt qua tháp đại dương, pháo đài nước hay tham gia các trò chơi kích thích tinh thần mạo hiểm, thử thách như thu phục thủy quái, đường đua cá ngựa, tôm xoáy đại dương. Mỗi trò chơi sẽ đem đến những trải nghiệm sảng khoái và vô cùng khác biệt cho du khách. Wonderland Waterpark là công viên nước giải trí đầu tiên của Bình Thuận, đang cung cấp những tiện ích giải trí chất lượng cao, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tận hưởng, trải nghiệm. Bên cạnh những giá trị điểm đến thu hút du khách, công viên nước Wonderland Waterpark còn tạo việc làm, chăm lo đời sống cho một bộ phận nhân dân địa phương, góp phần vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố Phan Thiết và của Bình Thuận.